một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới, nơi các nghệ sĩ và khán giả được trải nghiệm, khám phá về những ngành nghề tồn tại trên khắp mọi miền đất nước. Nơi khán giả lắng nghe những chia sẻ của những người thợ lành nghề. Nhiều người được đi học đại học, người ta cắt được nhà là nhờ tráng bánh. Cái nghề này là cái nghề truyền thống, dạ. Cái nghề của gia đình của ông bà để lại nên là rất là tự hào. Cùng những kết nối ngọt ngào, chứa đầy tình cảm. Bách nghệ kỳ thú được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.